Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Hoa Ha Tát. Giải nghĩa kinh đưa linh cũ. Kinh đưa linh cũ do Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân giáng cơ ban cho để đồng nhi tụng trong suốt thời gian đưa linh cũ từ nơi phát hành đến nơi chôn cất. Linh cũ, linh là linh hồn người chết, cũ là cái áo quan. Linh cũ là cái áo quan, trong đó đã có liệm thi hài của một linh hồn vừa bỏ xác. Theo cách gọi thông thường, khi đưa đi chôn thì gọi là linh cũ, khi còn đặt trong nhà để tế lễ thì gọi là quan tài. Câu 1 và 2. Cầu các chấn thần linh trợ lệnh, giữ chân hồn xa lánh sát trần. Thần linh là các vị thần thiêng liêng. Các chấn thần linh là các vị thần thiêng liêng trấn nhậm ở các địa phương như thần hoàng bổn cảnh, thổ thần, thổ địa, sơn thần, vân vân. Trợ lệnh, trợ là giúp đỡ, trợ lệnh là giúp đỡ thi hành các mệnh lệnh của cấp trên cho được hiệu quả. Chân hồn ở đây có nghĩa là chân thần, sát thân thiêng liêng là đệ nhị sát thân. Câu 1, câu 2 có ý nghĩa là cầu xin các vị thần linh trấn nhậm ở địa phương này giúp lệnh gìn giữ chân thần của người chết lánh xa sát phàm. Câu 3, 4. Nam mô Địa Tạng Thi Ân, đưa đường thiên cảnh lánh gần phong đô. Nam mô do tiếng Phạn phiên âm ra có nghĩa là quy y, quy mạng, chí tâm hướng về, tức là quyết chí dâng theo lời Phật dạy, nguyện hiến trọn đời mình cho đạo pháp. Về sau, từ ngữ Nam mô thường dùng làm tiếng khởi đầu cho một câu cầu nguyện. Địa Tạng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, giáo chủ cõi Âm Quan. Khi xưa thời dị kỳ phổ độ, Ngài là giáo chủ cõi U Minh hay cõi Phong Đô, nên gọi Ngài là U Minh Giáo Chủ hay Phong Đô Đại Đế. Thi Ân là làm ơn cho người. Thiên cảnh là cõi trời. Lánh gần là lánh đi cho xa, đừng lại gần. Phong Đô ở đây chỉ cõi Âm Quan do Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát làm giáo chủ. Câu 3-4 có ý nghĩa là xin cầu nguyện với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ban ân cho đưa linh hồn người chết lên đường về cõi thiêng liêng hằng sống, lánh xa không cho đến gần cõi Âm Quan. Câu 5-6. Nam mô Tam Trấn Hư Vô, Hoài Nghiêm Độ Rỗi Cao Đồ Uy Nguyên. Tam Trấn thường gọi là Tam Trấn Hoài Nghiêm, đó là ba vị cầm quyền tam giáo trong thời Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Tam Trấn Hoài Nghiêm gồm Nhất Trấn Hoài Nghiêm, Đức Lý Đại Tiên Trưởng cầm quyền tiên giáo kim giáo tông Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ; Nhị Trấn Hoài Nghiêm, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cầm quyền Phật giáo; Tam Trấn Hoài Nghiêm, Đức Quan Thánh Đế Quân cầm quyền Nho giáo. Hư vô, hư là trống không, vô là không. Hư vô là hoàn toàn trống không, nhưng trong không mà có tất cả. Hư vô là cảnh giới vô cùng màu nhiệm mà chẳng ai rõ thấu, vì cảnh giới ấy vắng lặng trống không mà lại sanh ra các pháp. Hoài nghiêm là trang nghiêm khiến người khác nể sợ. Độ rỗi, độ là cứu giúp, rỗi là cứu vớt khỏi những ràng buộc tội lỗi. Độ rỗi là cứu giúp thoát khỏi những ràng buộc tội lỗi để được siêu thăng. Cao đồ là môn đồ của đấng Cao Đài, tức là tín đồ của đạo Cao Đài. Quy nguyên là trở về cái gốc khởi sanh, đó là Thái Cực, tức là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quy nguyên là trở về với Đức Chí Tôn. Câu 5-6 có nghĩa là
xin cầu nguyện với Tam Chánh Quan Nghiêm, nơi cõi hư vô màu nhiệm, độ rỗi linh hồn của người tín đồ Cao Đài được trở về với Đức Chí Tôn. Câu 78. Nam mô Tam Giáo Diệu Quyền, Tuyệt Luân Bát Nhã Đưa Thuyền Độ Vong. Tam giáo là ba nền tôn giáo lớn ở Á Đông, là Phật giáo, Tiên giáo, Nho giáo. Diệu Quyền, quyền là sâu kín, diệu là khéo léo. Quyền diệu là sâu kín khéo léo mà trí phàm không thể biết rõ được. Tuyệt Luân, tuyệt là dứt, luân là sự luân hồi. Tuyệt Luân là dứt luân hồi, tức là không còn luân hồi nữa. Bát Nhã Thuyền, Bát Nhã là trí huệ, tức là sự hiểu biết, đạo lý sáng suốt. Bát Nhã Thuyền là chiếc thuyền trí huệ đưa các chân hồn vượt qua biển khổ đến bờ giải thoát. Độ vong nghĩa là cứu giúp linh hồn người chết. Câu 78 có ý nghĩa là xin cầu nguyện với ba đấng giáo chủ Tam Giáo Diệu Quyền, xin đem chiếc thuyền Bát Nhã cứu giúp các vong hồn thoát qua biển khổ, dứt khỏi luân hồi. Câu 90. Nam mô Bạch Ngọc Công Đồng, thần tiên thánh Phật mở dòng trái quan. Bạch Ngọc là Bạch Ngọc Kinh. Tòa lâu đài làm bằng ngọc trắng là nơi thường ngự của Đức Chí Tôn Thượng Đế. Công đồng, công là chung, đồng là cùng nhau. Bạch Ngọc Công Đồng là một đại hội chư thần thánh tiên Phật tại Bạch Ngọc Kinh để quyết định các công việc chung có tính cách quan trọng dưới quyền chủ tọa của Đức Chí Tôn. Trái quan là quan trái, quan là thù giận, trái là món nợ. Trái quan là món nợ quan nghiệp. Kiếp trước mình làm cho người ta thù giận mình, tức là mình tạo ra quan trái. Nay mình phải đền trả món nợ đó. Câu 9, câu 10 có ý nghĩa là xin cầu nguyện với các đấng thần thánh tiên Phật trong hội công đồng nơi Bạch Ngọc Kinh cởi mở ra cho hết dòng quan trái. Câu 11, 12. Nam mô Thượng Đế Ngọc Hoàng, mở cơ tận độ nhẹ nhàng chân linh. Tận độ là cứu giúp toàn cả chúng sanh, không chừa một người nào cả. Cơ tận độ là cơ quan có nhiệm vụ tận độ chúng sanh. Cơ quan này là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là đạo Cao Đài. Trong bài tựa Quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Hội Thánh có viết như sau: Đức Quyền Giáo Cấp Tông khi còn tái thế, tại thế, và Đức Hộ Pháp chót 10 năm trường, nghĩa là từ ngày mở đạo đã nhiều phen xin dân sớ cho Đại Từ Phụ và các đấng thiên liêng đặng xin kinh tận độ. Nhưng Chí Tôn cùng chư thần thánh tiên Phật chưa định ban ân cho toàn sanh chúng. Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới ngày 4 tháng 8 năm Ất Hợi dương lịch 21 đến 31 tháng 8 1935 mới giáng cơ cho ban cho tân kinh, ấy là một giọt nước cam lồ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh hồn của toàn thế giới. Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng đã trải qua 10 năm Chí Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhân sanh duy kể từ ngày ban tân kinh này mà thôi. Câu 11, câu 12. Xin cầu nguyện với Đức Chí Tôn mở ra cơ quan tận độ nhân sanh để linh hồn người chết được nhẹ nhàng siêu thăng. Câu 13, câu 14. Cửa cực lạc thinh thinh rộng mở, rước vong hồn lui trở ngôi xưa. Cửa cực lạc nghĩa là cửa đi vào cực lạc thế giới. Thinh thinh là rộng rãi thênh thang. Ngôi xưa là ngôi vị cũ nơi cõi thiên liêng. Câu 13, 14 có nghĩa là cửa cực lạc
thế giới mở rộng thênh thang để rước các vong hồn trở lại ngôi vị cũ. Câu 15-16. Tòa sen báo vật xin đưa, chân linh an ngự cho vừa quả duyên. Tòa sen là ngôi vị của Phật hay Bồ Tát, báo vật là vật quý báu. An ngự, an là yên ổn, ngự là ngồi, ngồi lên một cách trang trọng. An ngự là ngồi lên một cách trang trọng và an ổn. Quả duyên, quả là cái kết quả, duyên là cái sức bổ trợ cho cái nhân thành cái quả. Quả duyên là cái kết quả do sự bổ trợ của cái duyên mà đạt được, tức là cái phẩm vị đạt được do công đức tu hành. Câu 15-16 có nghĩa là xin đưa chân linh đến an ngự trên tòa sen quý báu cho tương xứng với công đức tu hành. Bài giải nghĩa kinh đưa linh cũ đến đây là hết. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát.